Chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Channel. Ở trên Twitter cũng như là một số những bài báo hiện nay thì đang đề cập tới vấn đề là Samsung vướng một số những cái lỗi liên quan tới pin trên một số những thiết bị điện thoại của họ. Và cụ thể hơn như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược lại thời gian một chút. Ở thời điểm năm 2016, Samsung đã ra mắt chiếc Samsung Galaxy Note 7. Và thật sự thì cái chiếc máy này nó nhận được rất nhiều lời khen từ giới truyền thông, giới công nghệ. Và nói chung thì đây là một cái chiếc máy rất là tuyệt vời kể về mặt thiết kế, cấu hình. Cho đến một ngày ấy, thì người dùng phản ánh rất nhiều trên những trang mạng xã hội rằng họ gặp sự cố với cái chiếc Galaxy Note 7 đó, và cụ thể hơn nó liên quan tới pin. Và cái vấn đề xảy ra ở đây đó là việc trục trặc gây cháy nổ chiếc điện thoại của họ, thì đây là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Và chính Samsung sau đó một thời gian thì họ cũng đã phải cúi đầu xin lỗi người dùng, đồng thời là khai tử cũng như là thu hồi toàn bộ những cái chiếc Samsung Galaxy Note 7 trên toàn thế giới. Quay trở lại cái vấn đề chính của video này, hiện nay trên trang Twitter cũng như là YouTube của các reviewer hàng đầu thế giới như kiểu là Marques Brownlee, Mr. Hold the Boss hay là Jerry Rick Everything, chúng ta chắc hẳn sẽ biết đến thông tin rằng pin của những cái chiếc máy Samsung phồng to lên ở một cái mức đáng báo động. Theo những reviewer này chia sẻ thì vấn đề này đang xảy ra hàng loạt các cái dòng flagship của Samsung có tuổi đời tính từ ngày phát hành khoảng 2 năm trở lên. Từ những chiếc Galaxy S7 này, S8 đến S10, lâu nhất là Samsung Galaxy S4, thậm chí là cái chiếc Z Fold 2, dù được để ở điều kiện trong phòng cùng một mức nhiệt với các cái sản phẩm khác, có một vài cái trường hợp vẫn để nguyên máy trong hộp mà những chiếc điện thoại Samsung đó vẫn xảy ra hiện tượng phồng pin cũng như là bung nắp lưng. Một điều rất đáng quan ngại đó là những cái chiếc smartphone của các hãng khác như là Apple, Xiaomi hay là Asus thì không hề gặp cái hiện tượng này. Trong khi đó, đến 60% những người tham gia vào cuộc khảo sát này đều xác nhận rằng điện thoại Samsung của họ đang phồng lên. Theo giải thích từ bên kênh công nghệ Jerry Rick Everything, nguyên nhân đến từ sự phân hủy và tích tụ khí của chất điện li bên trong viên pin, thứ hợp chất vốn được đưa vào để các ion điện có thể di chuyển giữa hai cực âm và dương hoạt động ổn định. Đây là một cái mối nguy hiểm trực tiếp đến sự an toàn của người sử dụng, nhất là khi Samsung đang nắm giữ khoảng 1/4 thị phần smartphone trên thế giới và vẫn đang bán ra cho hàng triệu người dùng mỗi ngày. Và YouTuber này thì cũng đã gửi một cái email tới với Samsung. Tuy nhiên thì anh này vẫn chưa nhận được một cái phản hồi nào cụ thể cho cái lý do liên quan tới việc là tại sao những chiếc máy này lại phồng cái nắp lưng cũng như là viên pin đó lại phồng lên như vậy. Theo một số những cái phỏng đoán thì nguyên nhân có thể liên quan tới những cái nhà cung cấp pin cho Samsung. Và mình cũng có xem cái video đó thì YouTuber này cũng có nói qua tới cái vấn đề là cái vòng đời của pin được in trực tiếp ở trên cái viên pin ấy thì nó rơi vào khoảng 5 năm. Tuy nhiên thì có những cái chiếc smartphone thậm chí là mới sử dụng được khoảng 2 năm thôi mà nó đã phồng pin lên rồi. Thì cái vấn đề theo như những người có kinh nghiệm ở đây họ phỏng đoán rằng nó sẽ liên quan trực tiếp tới cái nhà cung ứng pin cho Samsung. Và mình thì có một số lưu ý nho nhỏ dành cho các bạn. Đó là những ai đang sử dụng những chiếc điện thoại Samsung mà có cái hiện tượng là bung nắp lưng hay là phồng pin thì các bạn có thể mang tới ngay những cái trung tâm bảo hành uy tín để mà họ sẽ kiểm tra máy chúng ta và có thể thay pin kịp thời, tránh những cái vấn đề nguy hiểm tới sức khỏe cũng như là nguy hiểm đến sự an toàn của chúng ta. Thứ hai, đó là những ai đang có nhu cầu sưu tầm những chiếc điện thoại cũ ấy, thì các bạn hãy nhớ là có thể rút cạn nguồn pin của điện thoại đó đi, sau đó các bạn mới trưng lên tủ để mà trưng bày, bởi vì cái việc rút cạn pin đi thì nó sẽ phần nào nó tránh cái vấn đề nó là liên quan tới cháy nổ cũng như là cái hiện tượng gọi là phồng pin bất chợt xảy ra trên những điện thoại sưu tầm. Và thứ ba ấy, đó là các bạn hãy bảo vệ điện thoại của mình ở những cái môi trường tránh ẩm ướt để tránh những cái vấn đề liên quan tới điện cũng như là liên quan tới pin ở trong máy, bởi vì mình thấy là cho dù cái việc chống nước có chống nước nhá, nhưng mà có rất nhiều trường hợp là nhiều điện thoại khi mà bung ra ấy thì nó bị oxy hóa rất nhiều ở phía bên trong. Đó là lý do mà mình khuyên các bạn nên tránh xa những cái môi trường ẩm ướt để bảo vệ cho những cái thiết bị di động. Còn ý kiến của các bạn như nào, hãy để lại comment phía bên dưới và đừng quên bấm like, bấm subscribe cho Hòa Channel nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Peace.